Rồi, xin chào các bạn nha. Thì cái video mình vừa cho các bạn xem đó được sử dụng một cái hiệu ứng người ta gọi đó là motion tracking, và mình đã làm cái hiệu ứng đó bằng ứng dụng CapCut. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm nha. Thì trước khi vào video này, các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ cho mình như mọi khi nha. Rồi thì như mọi khi thôi, các bạn mở ứng dụng CapCut lên cho mình, sau đó nhập dự án mới này. Mình sẽ tìm đến cái video cần sửa, mình sẽ chọn cái video đầu tiên này, nhấn vào nút thêm. Mình kiểm tra thử cái video. Rồi, ổn rồi. Sau đó mình nhấn vào mục văn bản, mình chọn thêm chữ. Mình sẽ nhập một cái nội dung, ví dụ như travel, có nghĩa là du lịch đó. Sau đó mình căn chỉnh cho nó phù hợp, dùng ngón tay này căn chỉnh đưa đi đưa tới này, rồi zoom to nhỏ này. Ở dưới cái phần phông chữ này mình có thể chọn một cái phông chữ tùy thích. Mình chọn phông chữ này. Một phong cách mình có thể chọn thêm. Nhưng mà ở đây mình không có chọn gì hết, mình không muốn chọn hiệu ứng. Mình có thể sử dụng các cái hiệu ứng này đó, nhưng đây mình cũng không chọn luôn. Hiệu ứng động đi cũng không luôn, mình sẽ chọn một bong bóng nha. Thì cái việc chỉnh sửa về cái hình thái này thì tùy các bạn thôi, chỉnh như nào cũng được. Thì mình sẽ tìm một cái mình sẽ tìm tới một cái mà mình thích, tìm một cái mẫu mà mình thích. Đây có rất là nhiều mẫu, mình sẽ chọn cái mẫu này. Rồi, nhưng mà hình như cái chữ màu trắng mà nó gặp phải cái nền trắng nữa, nên mình sẽ quay về lại phong cách. Thì mình chọn cái này, đó. Mình chọn cái mục đầu tiên hoặc cái này. Rồi, mình chọn chữ đen đi. Xong rồi thì mình nhấn vào dấu tích nè. Sau đó ở cái thẻ của chữ, đó, cái thẻ layer chữ mình kéo hết. Mình nhấn giữ và mình kéo. Mình kéo cho nó hết cái video này. Và mẹo là các bạn đừng có kéo hết video nha, các bạn kéo tới cuối này nè. Thì các bạn kéo ngược lui lại một tí xíu, khoảng cỡ một tí xíu thôi. Rồi. Thì đừng có cho nó hết cái video, vì nếu mà nó hết video thì tí nữa xuất video nó sẽ rất là lâu, mình không hiểu vì sao nó có cái lỗi này nữa. Rồi. Mình nhấn vào cái thẻ layer chữ tiếp. Xong bắt đầu mình tiếp tục dùng ngón tay để căn chỉnh. Đó, zoom to nhỏ này. Mình sẽ đặt cái chữ ở đây. Đó. Các bạn nhớ kéo cái thanh này về đầu tiên nha, đó, về đầu tiên này đó. Xong rồi mới nhấn vào chữ nè. Hoặc là nhấn vào layer chữ. Mình sẽ căn chỉnh chữ nằm ở đây đó. Mình thấy ok rồi thì mình tiếp tục nhấn vào cái layer của chữ này. Mình ở phía dưới này, cái dòng phía dưới này mình kéo qua, mình chọn mục đang bám. Thì ở đây mình thấy nó dịch từ tiếng Anh qua tiếng Việt nó cũng chưa chuẩn lắm. Mình đang bám nghe nó hơi kỳ kỳ, thì mình có thể gọi là nó là bám theo thì hay hơn. Thì sau đó mình sẽ dùng ngón tay và mình đặt vào cái hồng tâm màu vàng này đó, mình đặt vào cái hồng tâm màu vàng và mình căn chỉnh lại cho cái hồng tâm màu vàng nó nằm vào cái vị trí mà mình muốn. Thì sau đó mình nó có hai cái mũi tên ngang và mũi tên dọc đó, mình sẽ điều chỉnh hai cái mũi tên ngang và dọc. Mà mèo để cho các bạn căn chỉnh nó chính xác là các bạn phải làm càng nhỏ càng tốt đó, làm càng không phải càng nhỏ càng tốt mà các bạn cố gắng làm cho nó khớp và vừa vặn với cái vật thể. Đó, càng vừa vặn với cái vật thể và càng chi tiết thì càng tốt. Rồi. Rồi mình lỡ tay bấm máy mất rồi, mình nhấn lại đang bám đi. Rồi không sao. Đó, mình thấy như vậy là ổn rồi này. Sau đó mình ở phía dưới mình nhấn vào mục đang bám này, đó, hay gọi là bám theo đó. Thì các bạn chờ một tí xíu cho nó lót. Cái này thì nó phụ thuộc vào chất lượng của video và độ dài nữa. Thì ở đây mình sử dụng có 10 giây thôi thì chắc cũng mất tí xíu xíu thời gian. Rồi mình thấy được rồi nè. Thì mình nhấn vào chạy thử. Đó, mình thấy cái video này nó khá là ổn rồi. Thì ở phía trên trên cùng bên tay phải thì mình nhấn vào cái mục 1080p này nè, để mình điều chỉnh cái độ phân giải của nó. Ở đây mình chọn 1080p, tỷ lệ khung hình 30 là được rồi. HDR thông minh bật lên nha. Sau đó nhấn vào nút chia sẻ trên cùng bên tay phải này để xuất cái tệp này ra ngoài. Rồi thì ngoài cái khả năng mà làm chữ bám theo vật thể thì mình cũng có thể làm sticker nhãn dán bám theo vật thể luôn. Thì mình sẽ chọn dự án mới. Sau đó mình sẽ nhập vào một cái video, nhấn nút thêm nha. Rồi bây giờ mình sẽ chọn một nhãn dán ở dưới cùng này, đó. Mình sẽ tìm tới cái nhãn dán yêu thích của mình, ví dụ như chữ OK này đi. Sau đó mình sẽ dùng ngón tay, mình giữ ở giữa và mình căn chỉnh nó. Sau đó mình zoom to, zoom nhỏ đi, đó.
Thì mình nếu thấy ổn rồi mình nhấn vào dấu tích. Sau đó mình sẽ kéo cái thẻ layer của cái sticker này đến hết video. Nhưng các bạn lưu ý là đừng bao giờ kéo nó tới cuối video nha. Mình phải chừa ra một khúc. Vì nếu không nó sẽ bị lỗi á, nó sẽ bị lỗi xuất hình ảnh rất là lâu. Không biết vì sao mình không biết cái lỗi này là do sao nữa. Rồi sau đó mình điều chỉnh lại thêm chút xíu nữa cho nó đẹp. Cái này nó hơi to. Rồi, sau đó mình sẽ ở phía dưới này, mình chọn một đang bám này. Sau đó mình dùng ngón tay để mình căn chỉnh cho cái chữ, cho cái sticker này nó chuẩn. Đó, các bạn cứ căn chỉnh nơi cái mũi tên ngang dọc đó, với lại di chuyển ở cái chấm vàng ở giữa. Sau đó được rồi thì các bạn nhấn vào mục đang bám ở dưới này. Thì cái video này của mình nó cũng ngắn khoảng 10 giây thì nó xuất rất là nhanh. Rồi mình xem lại xem thử nó ok chưa nha. Rồi mình thấy ok rồi thì mình chọn chất lượng ở trên này. Đó, sau đó mình nhấn dấu xuất ở trên này và xuất cái video thứ hai ra. Thì tương tự như vậy mình sẽ làm với cái video thứ ba, sau đó mình ghép cả ba video này lại với nhau. Cái đoạn này mình sẽ tua nhanh nha. Rồi sau khi mình đã có 3 video rồi thì mình sẽ load cả 3 video này vô, sau đó mình sẽ thêm một chút nhạc xem thử nó có hay không nha, nhấn vào dự án mới nha. Xong rồi mình load 3 cái video mình mới làm vô. 1 2 3. Nhấn nút thêm. Đó, và sau đó mình chọn một thêm âm thanh. Âm thanh. Sau đó mình chọn du lịch thử và mình tìm một cái âm thanh mà mình thích. Vô cộng thì thêm nó vô nha. Sau đó mình nghe nhạc và mình bắt rồi mình sẽ cho tới ngang đây là sẽ có cái chuyển cảnh này. Rồi bắt đầu mình nghe tiếp. Rồi mình sẽ tới ngang này và mình cho nó chuyển cảnh thêm cái nữa. Rồi, mình sẽ tách những cái phần thừa đi và nhấn nút xóa. Video này cũng vậy, mình nhấn tách và nhấn nút xóa. Ở dưới này hiệu ứng âm thanh thì mình nhấn vô, xong rồi mình nhỏ chọn mục làm mờ. Làm rõ dần thì mình tăng lên khoảng 27 giây và làm mờ dần mình cũng tăng lên. Những dấu tích để âm thanh nó to dần và nó nhỏ dần ở đầu và cuối video á. Sau đó giữa cái đoạn chuyển tiếp giữa các video này, các bạn qua và chọn cho mình cái mục MG. Đó. Thì mình sẽ chọn cái hiệu ứng này. Rồi, tích này. Đoạn thứ hai mình nhấn vào cái dấu ở giữa này, sau đó là chọn MG tiếp. Và mình chọn cái mục sóng bên phải, cái này thì tùy bạn thôi. Đó. Thì mình đã có một cái video khá là hoàn hảo rồi, thì mình nhấn vào nút xuất này. Và các bạn cùng xem kết quả với mình nha. Rồi nếu các bạn thấy những cái video của mình hữu ích thì đừng quên nhấn vào nút like, share và nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ cho mình nha. Thì cùng xem kết quả với mình nha.